Trong thời hạn thuê nhà ở theo hợp đồng, bên cho thuê không được tự ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp trong tiểu mục kỳ này sau đây. Khoản 2, điều 172 Luật Nhà ở 2023 quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở như sau. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Bên cho thuê nhà ở thuộc tài sản công, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân cho khu công nghiệp cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Bên thuê không trả đủ tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng từ 3 tháng trở lên mà không có lý do đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê. Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê. Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ 3 vẫn không khắc phục. Trường hợp quy định tại khoản 2 điều 170 của luật này. Khoản 2, điều 170 Luật Nhà ở 2023 quy định về thời hạn thuê, giá thuê, cho thuê lại nhà ở như sau. Trường hợp bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý, được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở nếu thời gian cho thuê còn lại từ 1/3 thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở trở xuống, giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến Thủ tướng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính để tháo gỡ cho các hộ dân đã nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 1 tháng 8 đến nay nhưng đang bị treo. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để nghe góp ý trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy. Bảng giá đất điều chỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh phải phù hợp với quy định Luật Đất đai 2024 và phù hợp thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo bảng giá đất sẽ tác động rất nhiều đến tổ chức, người dân sử dụng đất trên địa bàn. Do đó, dù đã hết thời gian lấy ý kiến người dân vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, nhưng thành phố cũng đã có các hội nghị lắng nghe để tiếp thu, nhận phản biện về nội dung này. Sau đó, Hội đồng thẩm định độc lập cũng thẩm định các nội dung trên và trình Sở Tư pháp trước khi gửi tới Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, các chuyên gia đã đề xuất khởi động lại kế hoạch xây dựng luật thuế bất động sản do có hiện tượng đầu cơ đất để trục lợi thông qua đấu giá. Nếu chỉ dựa vào luật đất đai để định giá đất thì chưa thể tìm lời giải cho câu hỏi tại sao giá đất tăng mãi không giảm. Cụ thể, Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đặt yêu cầu bên cạnh sửa đổi luật đất đai, nhà nước phải có các chính sách thuế để điều chỉnh hành vi sử dụng nhiều đất, hành vi để đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, nếu không thể dùng cơ chế hành chính để bắt giá đất tăng hoặc giảm, thì phải sử dụng đồng bộ các cơ chế thị trường bằng cách thức can thiệp mới. Cần sớm khởi động lại dự án về thuế bất động sản để điều tiết. Có công cụ này, giá sẽ tăng giảm theo đúng tiêu chí trên thị trường. Agribank chi nhánh Tràng An mới đây đăng tin giao bán tài sản đảm bảo là hai biệt thự thuộc dự án khu đô thị Nam Thăng Long Sibucha, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổng giá trị khởi điểm của hai căn biệt thự này lên đến 282 tỷ đồng. Với mức giá giao bán này, hai căn biệt thự có giá khoảng 382 triệu đồng một mét vuông đất. Ngân hàng Innovina chi nhánh Đà Nẵng, IVB Đà Nẵng mới đây đã có thông báo về việc tiến hành xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Phát triển Nhà đất Quảng Nam. Tài sản đảm bảo gồm 90 căn hộ chung cư thuộc dự án khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An. Tổng giá khởi điểm của 90 căn hộ này gần 290 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau 19 tiếng qua nhiều vòng đấu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội mới kết thúc. Kết quả sau nhiều vòng đấu, giá trúng cao nhất là 133,3 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm. Và theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức, tính đến trước ngày đấu giá đất đã có hơn 700 bộ hồ sơ và khoảng 400 khách hàng tham gia đấu giá. Tối muộn, nhiều người dân vẫn mòn mỏi ngồi chờ đợi, tranh thủ ăn những suất cơm. Hay mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tưởng chừng đây là những khung cảnh người dân đang chờ đợi những chuyến xe về quê dịp Tết cách đây 5 năm.
Nhưng thực tế, đây là cảnh người dân đang chờ đợi đấu giá 19 lô đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Với nhận định khu đất nằm gần khu vực đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, dư địa tăng trưởng trong tương lai lớn, nhiều người dân vẫn không ngại mệt mỏi, quyết tâm săn đất. Mình rất là mong muốn là hôm nay là có cơ hội để chúng chỉ cần một thửa đất ở đây với giá tốt mà thôi, nhưng mà dự kiến là cũng chắc là cũng chưa khó có thể là có giá dưới 100 được, dưới 100 triệu mét vuông được. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng bám trụ đến vòng đấu giá cuối cùng. Nhiều người đã bỏ cuộc ra về vì theo cách nói của một số nhà đầu tư, ra về là giá đất quá chát, quá ảo. Và đến bây giờ vòng thứ 6 rất nhiều lô lên 85 triệu mét. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một mặt bằng giá mới ở cái khu vực Hoài Đức đấy. Và khi nộp xong rồi mà để mua xây nhà để ở thì không hiểu là có phù hợp với họ không. Và nếu như mà để kinh doanh mua đi bán lại thì không biết bao giờ mới thu hồi được vốn. Cho nên là tôi quyết định dừng cuộc chơi ở đây. Theo tôi cái mức giá khởi điểm này như thế này là không thực tế. Bởi thực tế là mọi người giao dịch với giá cao hơn như thế này rất là nhiều. Nếu như đầu tư thì nó không có sự bền vững. Cho nên là đến lúc này là lúc phải dừng lại. Và sau 18 tiếng, cuộc đấu giá đất lịch sử này đã kết thúc vào 4 giờ 30 sáng nay, ngày 20 tháng 8, với 9 vòng đấu. Theo kết quả sơ bộ, 19 thửa đất này đều được đấu giá thành công. Trong đó, lô cao nhất trúng với giá 133 triệu đồng một mét vuông, gấp khoảng 30 lần so với giá khởi điểm. Lô đất này có ký hiệu LK0312, có diện tích trên 113 mét vuông. Như vậy, tổng giá trị là 15 tỷ đồng. Hai lô đất có giá trúng thấp nhất tại phiên là 91,3 triệu đồng mỗi mét vuông. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao gấp 12,5 lần giá khởi điểm. Trong thời gian tới, huyện Hoài Đức cho biết sẽ tiếp tục bán đấu giá hàng chục lô đất còn lại của khu vực này. Thưa quý vị, với 7 khách sạn 5 sao đang hoạt động, 3 khách sạn hoàn thành thi công và 4 khách sạn đang triển khai thủ tục xây dựng, hạ tầng lưu trú cao cấp của Hải Phòng đang ngày càng được nâng cấp, mở rộng mạnh mẽ. Sẽ chính thức khai trương vào giữa năm 2025, Wing Hotel Hải Phòng là công trình độc đáo và phong cách, hứa hẹn mang đến cho Hải Phòng thêm một sản phẩm lưu trú dẫn đầu phân khúc Affordable Luxury. Tọa lạc tại 135 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Wing Hotel Hải Phòng được khởi công vào tháng 8 năm 2022. Wing Hotel Hải Phòng đã chính thức cất nóc vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2024. Indochina Kajima là chủ đầu tư và Vitecon là tổng thầu thi công đã hoàn tất xây dựng phần thô để triển khai các hạng mục hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào đầu năm 2025. Khi đi vào hoạt động, Wing Hotel Hải Phòng sẽ cung cấp cho thị trường 225 phòng khách sạn và 77 căn hộ dịch vụ dẫn đầu phân khúc Affordable Luxury trải rộng trên diện tích ấn tượng 16.000 m² với thiết kế kết hợp tinh tế giữa văn hóa bản địa và tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra trải nghiệm độc đáo cho du khách. Thương hiệu Wing Hotel cam kết về tính bền vững thông qua việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hệ thống lọc không khí tiên tiến với hệ thống HVAC tiết kiệm năng lượng. Các tòa nhà được tích hợp các vật liệu tiên tiến như cửa kính hai lớp để giảm truyền nhiệt, cửa sổ với hệ thống lỗ thông gió nhằm giảm thiểu hấp thụ nhiệt vào bên trong tòa nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên sóng VTC1.